một lòng chỉ muốn làm sự nghiệp nữ chính ít hai nhân cách điên phê nam chính tiếng phan hề làm lại một đời, nhưng vẫn không tránh khỏi dây dưa điên cuồng. Đệ nhất quyền quý đế đô Cố Di Khâm mới 22 tuổi đã ngồi vững vàng chiếc ghế đầu tiên của tập đoàn Cố Thị, thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt đối, tài phú quyền thế bất quá chỉ là chơi đùa trong lòng bàn tay. Thế nhân chỉ biết hắn trời sinh tính tình lạnh nhạt đạm mạc, đối với bất cứ chuyện gì phản phất đều không có hứng thú. Quả nhiên là rụt trè tự kiềm chế xa cách có độ. Nhưng không ai biết Cố Di Khâm là một người điên có hai nhân cách. Kiếp trước, hắn đem nàng khóa ở trong lòng chim sẻ, Yến Phan Hề chịu đựng bốn năm cuối cùng quyết tuyệt từ ban công nhảy xuống. Sau khi sống lại, nàng đối với hắn tránh không kịp, một lòng thầm nghĩ tại mỹ thuật thiết kế thượng xông ra một mảnh thiên địa. Cuộc thi thiết kế gen Fabric, giải thưởng Prada trong giới hội họa, tuần lễ thời trang cao định Trung Quốc, triển lãm tác phẩm toàn cầu bậc thầy mỹ thuật nước ngoài gốc hoa whitney đánh giá một khối ngọc thô chưa được điêu khắc nhưng đã hoàn mỹ đến mức không cần điêu khắc người đầu tiên thiết kế cao định trong nước nói với cô cô nên sinh ra vì hoa phục phương đông đại sư theo tô châu cố trân nói chiếc sườn xám sứ nhữ châu kia bắt đầu tôi đã biết cậu có duyên với sợi chỉ này đang lúc cô cảm thấy mình chạy thoát số mệnh trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trung quốc cố di khâm đột nhiên đưa một bức tranh tới trước mặt cô cô cúi đầu nhìn đầu ngón tay tê dại một bức vẽ mông lung dưới ánh trăng váy trắng nữ nhân bóng lưng chính là nàng kiếp trước trước khi chết một màn cuối cùng ánh mắt cố di khâm tối sầm mỗi đêm tôi đều mơ thấy cảnh này yến tiểu thư có thể giải thích nghi hoặc cho tôi không yến phan hề nheo mắt vài cái không biết không biết không phải ta từ then chốt của tiểu thuyết tùy ý nuông chiều bị bệnh kiều đại lão đuổi theo thân không đạn cửa sổ, tùy ý kiều sủng. Bị bệnh kiều đại lão đuổi theo hôn TXT toàn tập đao loạt, tùy ý sủng ái. Chương mới nhất bị bệnh kiều đại lão đuổi theo thân độc. Chương 1 Đêm trăng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Đêm trăng tôi sống lại, sống lại vào ngày đầu gặp cố di khâm. Tôi giả vờ hèn nhát để tránh gây sự chú ý và bị giam cầm lần nữa nhưng không nghĩ tới, nhân cách thứ hai của anh lại nhất kiến chung tình với tôi. Nhân cách thứ hai của hắn dùng ánh mắt si mê bệnh hoạn nhìn tôi. Tiểu hề nhất định phải để cho ta áp dụng thủ đoạn mới nguyện ý sao. Mà sau đó hắn ở bên tai ta cười nhẹ, ngữ khí quỷ dị. Ngươi sợ hắn phát điên, liền không sợ ta phát điên sao? Ta nhớ tới kiếp trước bọn họ giao nhau nổi điên bộ dáng, đau đầu muốn nứt, e sợ tránh không kịp nhưng hắn lại cố chấp thành nghiện, cả đời này cũng không chịu buông tha ta. Màn đêm buông xuống, không khí lạnh lẽo thấu xương, ánh trăng loan lỗ xuyên thấu qua cửa sổ lụa bị đóng đinh, chiếu lên xiền xích bên cạnh giường. Yến Phan Hề ngồi ở trên giường, nhìn chầm chầm phản quan lạnh như băng trên xiền xích xuất thần. Thật khó có được, hắn lại một năm không có đem nàng khóa lại, đáng tiếc, như cũ không ra được cửa biệt thự. Một trận khí tức tùng đang lạnh lẽo đột nhiên mạnh mẽ xâm nhập mà đến, ngón tay hơi lạnh leo lên sóng lưng của nàng thanh âm lạnh như tuyết của nam nhân chậm rãi vang lên đang suy nghĩ cái gì thanh âm này dễ nghe tựa như nhạc chương hoàng mỹ nhất lại làm nàng nổi lên một trận kinh hàn cô quay đầu nhìn lại người đàn ông đang chăm chú nhìn cô trong mắt có dục vọng khống chế không thể bỏ qua con ngươi hơi có vẻ bạc tình nhạt nhẽo đuôi mắt hơi nhếch lên rõ ràng là mắt đào hoa đa tình cổ lãnh đạm kia lại khắc sâu tới cực điểm Ai biết được cái gọi là tính tình nhạt nhẽo trước mắt này, người cầm quyền cố thị nổi tiếng khắp đô thành cố di khâm là một người điên không hơn không kém. Mà nàng làm kim tước trong lòng bốn năm cũng nên kết thúc. Cô im lặng ba giây, đột nhiên tiến lên chủ động vương tay, đem bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại như ngọc đặt lên mu bàn tay nam nhân. Thân hình cố di khâm hơi đình trệ nửa giây. A à khâm, hôm nay trung thu, em muốn cùng anh ngắm trăng thanh âm của nàng mềm mại thanh ngọt, mang theo vài phần mềm mại làm nũng. Cô biết rõ anh thích bộ dáng gì. Anh nhìn chầm chầm vào đôi mắt trong suốt của cô một lát, sau đó gật đầu, được. Anh dắt tay cô đi tới ban công, cố di khâm không nhẹ không nặng ông cô, lại không cho phép cô chạy thoát. Anh xoa xoa tóc cô. Dưới ánh trăng khuôn mặt tuyệt sắc của nam nhân như ẩn như hiện, mang theo vài phần ôn nhu khiến người ta mềm lòng, trong thoáng chốc nàng nhìn lại, đã thấy cặp mắt trầm lãnh kia khôi phục bộ dáng không hề buồn vui a à khâm cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng đột nhiên nghiêng mắt dương môi cười với anh giống như năm đầu gặp gỡ anh âm thầm theo dõi bốn năm nay nàng chưa bao giờ cười nữa vẻ mặt cố di khâm trong nháy mắt hoảng hốt mùi thơm ngào ngạt dần dần tới gần một xúc cảm mềm mại hơi lạnh từ khóe môi ôn nhu truyền đến đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh mà không bị anh ép buộc Ngươi, đồng tử của hắn rất nhỏ phóng đại, trong lúc tim đập hắn muốn nói cái gì đó, đã thấy lúng đồng tiền của thiếu nữ bộc phát sáng lạng, nụ cười kia ngọt ngào, lại mang theo vài phần đáng sợ cảnh báo trước. Chợt thấy một giây sau, thiếu nữ phản phất sử dụng lực lượng cả đời đẩy hắn ra, ra sức từ ban công lầu năm nhảy xuống. Giống như con bướm tàn tạ, không để lại đôi câu vài lời. Nhanh như trong nháy mắt, lại dài dằng dặc như đã vượt qua cả đời góc áo thuần trắng kia bất ngờ không kịp đề phòng biến mất trong tầm mắt, sắc mặt cố di khâm nhất thời tái nhật như tờ giấy, khóe mắt đỏ bừng, bước chân anh hơi lão đảo, hốt hoảng thất thố từ ban công nhìn xuống phía dưới. Huyết sắc như tường vi hoàng hôn nở đầy đêm trăng này. Cũng không tiếng động nở rộ ở bên môi thiếu nữ giống như nụ cười giải thoát. Yến Phan Hề an tĩnh nhắm mắt lại, không nhìn thấy cảnh cuối cùng, đẩy mắt nam nhân từng tất vỡ nát điên cuồng. Cố di khâm quỳ xuống trước lan can, ánh trăng loan lỗ, thế giới trong mắt anh sụp đổ. Tất cả ký ức thuộc về một nhân cách khác, cứ như vậy ùn ùn kéo đến. Hết chương này. Chương 2 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Hồi sinh không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy ý thức bất diệt ngược lại càng thêm thanh tĩnh, trong đầu có trong nháy mắt đau đớn bén nhọn. Quỳ xuống xin lỗi nếu không ta cam đoan hôm nay ngươi chỉ sợ không ra khỏi cái cửa này. Đúng. Quỳ xuống xin lỗi. Ngươi có biết hay không ngươi đắc tội bao nhiêu nhân vật? Bình rượu này muốn 800 ngàn, ngươi bồi thường nổi sao? Tiếng ồn ào ù ù bên tai, cô che đầu, ngước mắt lên. Cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giấy túy kim mê, hang vàng tiêu thụ đầu tiên của đế đô giả tước. Máu đông. Nàng không chết, nàng sống lại. Cô sống lại vào ngày lần đầu gặp Cố Di Khâm. Cô nghiêng mặt, chỗ bóng tối chồng lên nhau, người đàn ông ngồi trên sofa, ánh mắt rủ xuống, tư thái lười biếng, thờ ơ, ngũ quan tuấn Mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng bị ánh sáng miêu tả thành một bức tranh kinh vi thiên nhân, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng của hắn. Năm đó kinh diễm, hiện giờ chỉ còn lại sợ hãi như phụ cốt chi thư. Cô lập tức nhớ lại tình cảnh lúc này. Kiếp trước, Khuê mật mạc nhiễm bởi vì đau dạ dày để cho nàng hỗ trợ cấp VIP cao cấp lô 888 đưa rượu. Nhưng không cẩn thận làm đổ rượu lên vạt áo hắn. Nam nhân vẫn chưa tức giận, nhưng cặp kia hờ hững như tuyết lãnh đạm ánh mắt rõ ràng không có nửa phần cảm xúc, lại làm cho người ta cảm giác mình tự như con kiến hôi. Lúc này chất lỏng lạnh thấu xương từ đỉnh đầu cô đổ xuống, cắt đứt hồi ức của cô. Là những người đó, có lẽ là muốn định bợ nam nhân tôn quý này, trong mắt tràn ngập mỉa mai, đem cả bình rượu đổ lên đầu của nàng. Khuôn mặt cô trắng bệch, khóe môi ẩn nhẫn run rẩy, nắm chặt tay, mặc cho rượu chật vật ướt đẫm hai má. Nam nhân tư thái rụt rè xa cách, hắn không có bất kỳ ngăn cản nào. Từ đầu đến cuối, không có nói qua một câu. Giống như kiếp trước. Thờ ơ lạnh nhạt. Năm đó, nàng thà chết không quỳ, đạt được cũng là những người kia giá nàng cưỡng chế quỳ xuống. Mà người đàn ông kia lại từ đầu tới cuối ánh mắt hờ hững nhìn tới một bên, tự như một người ngoại cuộc nhìn một hồi trò khôi hài làm hắn buồn bực tẻ. Ác liệt đến cực điểm. Không có hắn ngầm đồng ý, những người đó sao có thể như thế? Hắn rõ ràng vẽ đường cho hưu chạy, còn một bộ không đến xỉa đến. Cô vốn tưởng rằng sau ngày này, việc này liền lật lại. Nhưng không nghĩ tới sau đó phát sinh hết thảy mới là ác mộng. Trên mặt đất, thủy tinh vỡ nát phản quang rất nhỏ, rượu trên mặt đất tản ra mùi thơm ngào ngạt, lại làm nàng buồn nôn trong nháy mắt. Trong mắt nàng ẩn sâu kiên định cùng sợ hãi, một lần nữa làm lại, cả đời này, nàng tất phải cách xa tên điên kia một chút, cuộc đời này không bao giờ dẫm vào vết xe đổ nữa. Cô mím chặt môi, cố nén sợ hãi, cúi đầu cung kính nói với người đàn ông kia. Khâm gia, tôi thật sự không cố ý, bao nhiêu tiền tôi nguyện ý bồi thường toàn bộ bồi thường không nổi tôi có thể chia kỳ, thỉnh cầu khâm gia dơ cao đánh khẽ, nếu như ngài nhất định muốn tôi quỳ. Cũng có thể. Cố Di Khâm nghe thấy tiếng xin lỗi hèn mọn này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái. Dưới ánh đèn tối sầm, thiếu nữ kiều kiều nho nhỏ, cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy lông mi run rẩy cùng cái trán trơn bóng, rượu làm ướt tóc của nàng, rất chật vật. Vừa rồi còn một bộ cuộc cường bất khuất, đột nhiên trở nên thức thời như thế không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên tới vài phần hăng hái ngón tay người đàn ông khẽ vuốt khóe môi khói thuốc nhàn nhạt từ kẻ ngón tay phải của anh lượn lờ kéo lên khuy măng sét tản ra tự dưng mang theo chút dục vọng lạnh lẽo anh nheo mắt đánh giá cô không thể nói là ác ý nhưng tuyệt đối không phải là ý tốt khâm gia ngài xem quản lý chủ sự đánh bạo ra mặt cẩn thận hỏi thăm trong không khí có một khoảnh khắc yên tĩnh đáng sợ giống như chờ đợi phán quyết tử vong Cố Di Khâm chỉ hờ hững nhìn cô gái đứng cúi đầu như một khúc gỗ, sống lưng cô thẳng tắp, dường như đang ở trên dây cảnh giới cấp 1. Cũng có nửa phần ý tứ như vậy. Dưới ánh mắt mọi người, nam nhân khẽ búng tàn thuốc, trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc, đáy mắt nhiễm vài phần hứng thú. Tốt, ngươi quỳ, 800 ngàn, triệt tiêu. Yến Phan hề sắc mặt bất động, cánh môi lại bị chính mình cắn ra máu. Người đàn ông có xương cốt ác liệt này, cho dù là gia tốt đến mấy cũng không cứu được hắn. Lúc này cửa ghế lô đột nhiên bị mở ra, Mạc Nhiễm chạy vào. Nàng lo lắng liếc mắt nhìn Yến Phan Hề, sau đó quỳ xuống. "Khâm gia, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta nhờ bằng hữu giúp ta đưa rượu, là ta tự ý rời cương vị công tác. Ta quỳ là được rồi." Yến Phan Hề đỏ mắt kéo nàng, Mạc Nhiễm vẫn không nhúc nhích. Đám chó kia lại lên tiếng bác rượu cũng không phải ngươi. Muốn nàng quỳ. Đúng. Vừa mới bắt đầu không phải rất cuộc cường kiêu ngạo sao, để cho nàng quỳ. Cố di khâm không lên tiếng, thậm chí bên môi còn nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, vô duyên vô cớ mang theo hứng thú ác ý. Tại sao lại để mắt tới cô? Yến Phan hề nhớ tới, hắn từng nói lúc mới gặp, ánh mắt của nàng rất đặc biệt, giống như một con mèo hắn nuôi khi còn bé, cất giấu kiệt ngạo, làm hắn muốn thuần dưỡng. Sau đó, dần dần, loại hưng phấn nhất thời này diễn biến thành ham muốn khống chế điên cuồng. Dưới ánh mắt mọi người, tựa hồ đang chờ đợi phản ứng của Yến Phan Hề. Có thể thấy được một giây sau, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lại bất ngờ bất ngờ quỳ xuống. Nếu như vậy có thể làm cho khâm gia nguôi giận, ta nguyện ý quỳ. Thiếu nữ thanh âm gần từng chữ có nề nếp nói, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn mặt đất giống một cái không có linh hồn con rối gỗ. Vô tức. Cố Di Khâm đột nhiên mất hết hứng thú. Thu hồi ánh mắt hờ hững, hắn khoát tay áo. Người của già tức lập tức không lưng nói cám ơn, Yến Phan Hệ im lặng không lên tiếng cúi đầu lôi kéo mặt nhiễm theo dòng người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không nhìn người nọ một cái. Hết chương này. Chương 3 Không trọng vẹn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương ba khiếm khuyết sau khi ra khỏi giả tước, hai người mới thở phào nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn. Không phụ hề hề, đều tại ta, không nên để ngươi giúp ta đưa rượu. Hai người đứng trước cửa giả tước song song đi đến trạm xe, nghe mạc nhiễm xin lỗi, Yến Phan Hề chỉ lắc đầu, nắm chặt tay cô. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, cái này tính là gì? Ngược lại ta liên lụy ngươi chịu ủy khuất. Mạc nhiễm lắc đầu, cũng may chuyện đã giải quyết xong yến phan hề gật đầu ừ mặc dù hắn nói miễn bồi thường nhưng tiền rượu ta vẫn phải bồi thường cho hắn nhưng là tám mươi vạn đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy yến phan hề nắm chặt tay mình thần sắc có chút khó giải thích một lúc lâu nàng đột nhiên mở miệng ta có biện pháp kiếp trước nàng nhàm chán đọc rất nhiều sách ở chuyên nghiệp vẽ tranh thượng cũng có không tầm thường thành tích chính mình vẽ qua rất nhiều thiết kế bản thảo nhưng là lại bởi vì người đàn ông kia thiết kế của nàng chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới, vẻn vẹn tại 19 tuổi năm ấy bằng vào một bức mỹ thuật tác phẩm thu hoạch Prada giải nhì, đồng thời dương danh hải ngoại, nàng tôn kính nhất hải ngoại đại sư Whitney tuyên bố muốn thu nàng làm đồ đề, tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng sau đó, tự hồ nhớ tới hồi ức đáng sợ, cô cắn chặt cánh môi, ngừng hồi ức. Cô nói với mạc nhiễm vẻ mặt dường như cảm thấy cô đang nói đùa, mạc mạc, chúng ta mở cửa hàng quần áo trên mạng đi, em ra bản thiết kế anh ra bán quần áo may sẵn kinh doanh thế nào như vậy dù sao cũng tốt hơn làm công vất vả ở bên ngoài hơn nữa em tin tưởng năng lực của anh mạc nhiễm học kinh tế và tài chính kiếp trước cũng đạt được sự nghiệp thành công chỉ có điều chậm vài năm mạc nhiễm chăm chú nhìn đôi mắt trong veo trầm tĩnh của yến phan hề một lúc lâu đột nhiên nói sao ta lại cảm thấy ngươi không giống bình thường yến phan hề cười cười chỗ nào không giống trầm ổn hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa theo như ngày xưa, Yến Phan Hệ mà ta biết tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Yến Phan Hề không nói gì, trước mắt có một trận hoảng hốt. Đúng vậy, cô 18 tuổi, vẫn là một đóa hoa chưa trải qua sóng gió, nhưng sau khi gặp được cố di khâm, cô càng dần điêu linh, cành hoa yếu ớt bị bẻ gãy, chỉ còn lại một nát trách nát không trọn vẹn. Cô đã không còn là cô trước kia. Ở trạm xe tạm biệt mạc nhiễm, đưa mắt nhìn bạn tốt lên xe buýt, xe buýt dần dần lái xa. Yến Phan hề thu hồi tầm mắt, liếc mắt một cái liền trông thấy một chiếc xe thương vụ màu đen khiêm tốn xa hoa đậu ở đối diện đường. cửa sổ xe đóng kín, nhìn không thấy nửa phần bên trong, nhưng làm cô trong nháy mắt kéo dây cảnh giới, lông tơ dựng thẳng. là xe của Cố Di Khâm, biển số xe năm số 8 biển số xe mà quyền quý định cấp đế đô mới xứng với, hóa thành cho cô đều biết. Yến Phan hề mi khẽ rung giả bộ trấn định thu hồi ánh mắt. Trước mắt hiện lên đôi mắt hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông, mà cô đã từng thấy đôi mắt này từng nhiễm sắc thái điên cuồng như giả thú như thế nào. Kiếp trước bởi vì nàng bướng bỉnh cùng ngạo, bị người điên theo dõi. Giống như đem nàng trở thành một trò chơi đồ chơi, tra tấn tự tôn của nàng, tiêu hủy nhân cách của nàng. Mà sau đó những tiếng nỉ non ôn nhu bên tai vang lên, đều giống như là chú ngữ của ma quỷ ngón tay run rẩy vì sợ hãi, cô cúi đầu, che giấu bản thân, xa xa nhìn lại trong đám người bình thường đến không thể bình thường hơn. Giờ phút này, bên cạnh lại có người đột nhiên không cẩn thận đụng vào cô một cái, lực đạo lớn đến mức cô lão đảo ngã sắp xuống đất. Không có mắt à, người phụ nữ mập mạp, ác nhân đụng ngã nàng cáo trạng trước, nhìn thấy bộ dáng gầy yếu mềm yếu của nàng, lớn tiếng mắng. Yến Phan hề mím môi, không nói chuyện, yên lặng từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa khuỷu tay đang chảy máu, vẫn cúi thấp đầu như cũ. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của nàng, lá gan của người phụ nữ càng lớn hơn, ác thanh mắng vài câu ngửa đầu xoay người đi. Một đạo ánh mắt bất động thanh sắc đem một màn này thu hết vào đáy mắt. Cố Di Khâm nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn gầy yếu ngoài cửa sổ xe, khuôn mặt trắng nõn cúi thấp xuống, không có quá nhiều biểu tình. Chỉ là trong ghế lô hắn từng thoáng nhìn qua thiếu nữ hơi kinh dương mắt khoảnh khắc, biết kia dung nhan thanh lệ thoát tục, thế gian ít có. Chỉ là, bị người tùy ý khi nhục, thiếu nữ không hề phản kháng, thậm chí sắc mặt liền ai oán đều không có, trong suốt đẹp mắt 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 hành dại ra chất phát. Đôi mắt đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Vẻ mặt người đàn ông không hề lưu luyến thu hồi ánh mắt, giơ tay nhẹ nhàng ý bảo, xe thương vụ liền vọt vào phía chân trời hoàng hôn sắp tới. Yến Phan Hề cúi đầu lúc này mới nâng mắt lên nhìn lướt qua bóng xe đã dần dần biến mất một cái cánh tay còn đang chảy máu nhưng nàng lại không có cảm giác gì trước kia cô sợ đau nhất cho đến khi gặp cố di khâm cô dần dần không sợ nữa có thể chịu đựng tất cả hành vi điên cuồng của anh trên giường có thể chịu đựng được sự phát bệnh đột ngột của anh đúng vậy cố di khâm từng có bệnh anh ta có nhân cách phân liệt điều trị được hai năm trước khi hồi phục đáng sợ chính là trong xương cốt hắn một mặt nhân cách thô bạo một mặt khác cũng là thô bạo vô luận là hắn nhân cách chủ nhân, hay là hắn phó nhân cách, vô luận là trước khi chữa khỏi, hay là sau khi chữa khỏi, hắn đều là một người điên không hơn không kém. Hơi thở gần như không thể nghe thấy, Yến Phan Hề đã không muốn nhớ lại nữa. Mặt cô tái nhợt lên xe buýt, định về nhà trước. Hết chương này. Chương 4 Đường hẹp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Con đường hẹp Yến Phan Hề về đến nhà, cảm nhận được tình thân đã lâu không gặp, cha mẹ ân cần thăm hỏi, nàng cố nén nước mắt tưởng niệm, kìm lòng không đậu ông cha mẹ một cái. Hai vợ chồng trêu chọc nàng như thế nào còn giống tiểu hài tử, Yến Phan Hề cổ họng cũng là một mảnh chua xót. Cô và bọn họ đã gần 4 năm không gặp. Cố Di Khâm vẫn uy hiếp cô nói dối với gia đình là du học ở nước ngoài, trong 4 năm, cuộc đời cô một mảnh xám trắng, căn phòng phong tỏa lạnh lẽo, không khí yên tĩnh lạnh lẽo, tự do xa không thể với tới còn có người nọ trốn không thể trốn bức bách cướp đoạt khai giảng mạc nhiễm và yến phan hề hẹn nhau đến trường báo danh hai người là bạn thân từ nhỏ đến lớn đều không phụ sự mong đợi của mọi người mà lấy được thư thông báo trúng tuyển của trường đại học a chỉ bất quá chuyên môn của hai người bất đồng hôm nay là ngày khai giảng yến phan hề đại diện cho khoa thiết kế năm nhất phát biểu phát biểu dưới ánh đèn tụ tập nụ cười của cô sạch sẽ trong lòng mơ hồ kích động cùng chờ mong hôm nay nàng đem mái tóc đen nhánh xinh đẹp chải thành bím tóc đuôi ngựa lộ ra ngũ quan tú lệ tinh xảo cho dù mặc áo sơ mi trắng rất bình thường cũng khó nén khí chất trong xương cốt cô mỉm cười tự tin chậm rãi nói dưới đài không khỏi truyền đến vài tiếng huyết sáo cô cho rằng ngày đó tránh được ảnh hưởng của cô đối với cố di khâm cô và anh sẽ không gặp lại thế nhưng đôi khi chuyện thế gian chính là ngoài dự đoán của mọi người như thế. ngay khi yến phan hệ thông dong đọc đến phần cao trào, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên nhìn thấy cửa đại sảnh trong góc bỗng dưng mở ra. người tiến vào cũng không nhiều, chỉ có bốn người, không tính là cao điệu, đối với xung quanh tạo thành ảnh hưởng gì, lại làm nàng thoáng chốc sắc mặt hoàn toàn không có. nam nhân dẫn đầu đi vào hóa thành cho nàng đều biết, lại là cố di khâm. nam nhân này chính là oan nghiệt cô nhớ rõ bài diễn văn đời trước cố di khâm căn bản không ở đây hoặc là kiếp trước kỳ thật hắn cũng ở chỉ là nàng không có phát hiện hắn nam nhân hờ hững đứng ở cửa đại sảnh khuôn mặt quạng cu ẻ ánh mắt nhàn nhạt lộ ra có chút không yên lòng phía sau hắn có mấy giáo chủ đang tha thiết nói gì đó vừa mới ở cửa đại sảnh hắn mơ hồ nghe thấy một đạo nhu hòa thanh ngọt giọng nói hàm chứa liên nữ như ôn nhu còn có vài phần quen tai không hiểu làm hắn muốn thăm dò. Sau khi vào cửa, hắn tự hồ là nhận thấy được trong không khí đạo thanh âm kia bỗng nhiên có chút thấp xuống, phản phất hoàng mỹ thiên nhiên bị người rút đi linh hồn. Giống như nhận thấy được cái gì, hắn theo tiếng nhìn về phía trên đài, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh sáng thẳng lưng đứng ở trên đài, đôi mắt rũ xuống, sắc mặt trắng bệt, thanh âm bình bình đạm đạm phản phất mấy mốc lặp lại. Như một bức tượng không có cảm xúc. Anh nheo mắt, ý tứ không rõ, quý giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp diễn thuyết đến trình độ không thú vị như vậy cũng rất ngạc nhiên ba người phía sau cơ hồ lập tức câm như hến mấy cái giáo động nhìn về phía trên đài phá hư cái này không dễ cơ hội học sinh trong lòng có tức giận nếu là thuyết phục vị trước mắt này trường học một số tiền lớn tu sửa tài chính liền không lo không có lỗi với cố tổng quấy nhiễu tai ngài nếu ngài bất mãn tôi có thể gọi cô ấy đến bồi tội thật sự là rất xin lỗi vị tân sinh năm nhất này là đệ nhất khối tôi cũng không biết vì sao diễn thuyết của cô ấy lại như vậy không chỉ có hắn không nghĩ tới toàn trường cũng không nghĩ tới rõ ràng vừa mới đọc rất tốt như thế nào trên đài thiếu nữ đột nhiên tự như bị hạ xuống đầu dường như yến phan hề căn bản không dám ngẩng đầu chống lại đủ loại ánh mắt của mọi người chỉ tự mình đọc xong bản thảo cuối người rồi vội vàng xoay người xuống đài trong lòng đã phiên gian đảo hải, vừa sợ vừa sợ. Nàng cầu xin Thượng Đế, ngàn vạn lần đừng để cho hắn có hứng thú với nàng nữa. Hứng thú của hắn đều sẽ hại chết người. Vì sao hắn luôn âm hồn bất tán? Nhưng mà sau lễ khai giảng, hiệu trưởng lại gọi cô đến văn phòng một chuyến. Trong lòng cô mơ hồ có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, cô vừa mở văn phòng hiệu trưởng ra liền nhìn thấy người đàn ông rụt rè lại lạnh lùng kia. Cố Di Khâm ngồi ở trên ghế làm việc, chân dài đang xen, nghe hiệu trưởng bên cạnh nói, vừa không khẳng định cũng không phủ định, một bộ dáng so với chủ nhà còn không tiếng động kiêu ngạo hơn. Trong ánh sáng giao thoa, khuôn mặt tuyệt mỹ như thiên thần của hắn càng thêm rõ ràng, trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng sâu thẳm khó dò. Nhìn thấy cô gõ cửa đi vào, anh chỉ thản nhiên liếc cô một cái liền thu hồi ánh mắt, giống như không thèm để ý chút nào, cũng không có một tia ngoài ý muốn yến phan hề trong lòng hòa hoãn vài phần bốn năm kiếp trước ý vị của cô đối với vẻ mặt của anh kém không nhiều lắm bảy tám phần cô biết giờ phút này anh có chút ý tứ rã rời quả quyết không phải là bộ dáng cảm thấy hứng thú với cô bạn học yến phan hề hôm nay gọi cậu tới đây là muốn phê bình cậu hôm nay diễn thuyết nói về cái quái gì vậy đại học a là nơi nào vậy có ai đọc diễn văn như cậu không hỏng bét cực độ quả thực làm bại hoại thanh danh của đại học a à chúng ta lão nhân này vừa lên đã mắng một trận không chút khách khí yến phan hề quả quyết không thể phản bác khóe môi của nàng khẽ nhếch thành một đường thẳng sau đó rất nhanh buông ra hôm nay bởi vì ngươi hỏng bét phát biểu để cho người khác nghĩ chúng ta như thế nào đi viết kiểm điểm giáo huấn một trăm lần yến phan hề nén giận nếu không phải cố di khâm tên điên này sao cô ta lại làm hỏng buổi diễn thuyết không xứng đáng, hiệu trưởng. Được, hiệu trưởng. Cô khô khan trả lời, cúi đầu một bộ nhẫn nhục chịu đựng. Có lẽ là mắng giải giận, lại thấy cô giống như một đoàn bông gòn mặt cho mắng nhâm phạt, hiệu trưởng mới phất phất tay cho cô đi ra ngoài. Bóng dáng cô gái cứng nhắc biến mất ở cửa, lúc này ánh mắt cố di khâm mới từ ngoài cửa sổ chuyển qua cửa. Hiệu trưởng thấy thân sắc hắn nhàn nhạt khó lường bộ dáng, cẩn thận mở miệng, cố tổng, chúng ta đã khắc sâu tỉnh lại qua, A à, Đại học tử xuất hiện loại hiện tượng này tuyệt đối là không nên, ngài xem, khoản kia tu sửa quyên tiền. Từ cố di khâm chỉ tùy ý đáp một tiếng, không để ý tới hiệu trưởng lập tức vui vẻ ra mặt, ánh mắt của ông thật lâu không rời khỏi cửa. Trong đầu của hắn kìm lòng không đậu hiện lên bộ dáng vừa rồi thiếu nữ rụt trẻ thuần theo, không hiểu sao cảm thấy chất phát trên mặt kia thập phần chướng mắt, và lại luôn luôn có một loại cảm giác cổ quái, lại không biết bắt đầu từ đâu đôi mắt trong suốt sáng ngời như vậy, lại tràn đầy nhát gan, không thú vị, chất phát. Đáng tiếc, đồ vật mặc dù đẹp, nhưng thiếu một ít giá trị sưu tầm. Nhàn nhạt nhướng mày, nam nhân không hề lưu luyến đứng dậy, hiệu trưởng thấy nam nhân có ý ly hôn, lập tức nhận ra ánh mắt, ngựa không dừng vó tiếng lên cung kính mở cửa dẫn đường cho nam nhân. Trước khi đi cố di khâm để lại một câu, sau khi xây dựng, tôi sẽ tới khảo sát một lần nữa. Hết chương này chương 5 Kỳ quái Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Kỳ là thời gian không nhanh không chậm trôi qua, chói mắt bình yên vượt qua một tháng. Yến Phan Hề và Mạc Nhiễm lên kế hoạch triển khai phòng làm việc quần áo nho nhỏ thuộc về mình, mà giá thành sản phẩm một quý đại khái là 15 vạn, bây giờ các cô căn bản không có nhiều tiền như vậy. Yến Phan Hề nhớ không sai, qua một thời gian nữa, quán quân cuộc thi thiết kế thời trang, dệm fabric sẽ có khoảng nửa triệu tiền thưởng. Đến lúc đó cô sẽ không lo không có vốn khởi động. Yến Phan hề chưa từng gặp lại Cố Di Khâm, đúng rồi, không có lần gặp gỡ đầu tiên khiến hắn hứng thú, hắn và nàng cuối cùng sẽ là hai đường thẳng song song, sẽ không có bất kỳ giao tiếp nào nữa. Tất cả dường như đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng nàng đã quên thế sự vô thường, có một số chuyện cho dù là vận mệnh an bài cũng khó tránh thoát. Sau giờ ngọ một ngày nghỉ, ráng chiều dần dần xuất hiện trên màn trời, đẹp như tiên cảnh giáng lâm, từ trên sân thượng tòa nhà dạy học ai nhìn xuống phía dưới, thậm chí có thể thu hết phong cảnh A vào đáy mắt. Chỉ thấy trên sân thượng đang ngồi một thiếu nữ cầm bản ký họa, gió nhẹ phất qua, vén qua sợi tóc mềm mại, lộ ra dung nhan trắng nõn thanh lệ vô song của thiếu nữ. Thiếu nữ giống như một gốc cây yên tĩnh ngủ hà, trong mắt trầm tĩnh trong suốt chuyên chú chăm chú, bút mát trong tay đang nhanh chóng hiện ra một đường nét linh cảm. Một bộ lễ phục dạ hội thiết kế cứ như vậy sinh ra, làng váy lễ phục tự như lưu quan rủ xuống, chi tiết kéo đầy, ngay cả chất liệu vật liệu cũng đã đánh dấu rõ ràng, đây không phải bản nháp, đây là một bộ thiết kế hoàn mỹ chỉ kém làm thành hiện vật. Đây là Lạc Hà, là một trong những tác phẩm thiết kế trong cuộc đời trầm muộn tĩnh lặng của cô. Những thiết kế kia giống như hài tử của nàng, đời trước không thể xuất hiện, đời này nàng nhất định phải bắt lấy giấc mộng của mình. Nắng chiều đã gần biến mất, màn đêm sắp buông xuống trong không khí có hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo bao phủ hiển nhiên đã muốn biến thiên yến phan hề sau khi vẽ xong nét bút cuối cùng liền cất kỹ đồ đạc chuẩn bị rời đi nào biết đột nhiên thổi tới một trận gió lớn đem bản ký họa trong tay thổi ào ào rung động bản thiết kế cũng từ đầu ngón tay bị gió thổi đi yến phan hề đưa tay bắt lấy bản thiết kế rơi vào khe cửa chỉ có thể nhìn thấy một góc nho nhỏ cũng may không có bay đi Yến Phan Hề khẩn trương thả lỏng tâm, nhấc chân đi qua liền kéo cửa ngồi sổng xuống nhặt. Đầu ngón tay chỉ cách bản thiết kế trên mặt đất có một tấc, tầm mắt và động tác của cô bỗng nhiên cứng đờ. Trong ánh mắt đột nhiên có thể thấy được một đôi giày da màu đen sạch sẽ bóng loáng, Yến Phan Hề liếc mắt một cái nhận ra đây là tác phẩm do một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng ở Milan đặt làm, mà có người, yêu thích kiểu dáng này. Trong nháy mắt máu động lại, trong không khí, nàng thậm chí có thể ngửi thấy hương tụng đàn lạnh lẽo khiến người ta thấp thỏm lo âu trực giác kia càng lúc càng rõ ràng một loại bản năng kháng cự cùng sợ hãi làm lỗ chân lông của nàng phút chốc dựng thẳng lên thần kinh kéo thành một sợi dây nàng căn bản không dám ngẩng đầu không dám để cho hắn nhìn thấy nàng đang chuẩn bị vội vàng nhặt bản thiết kế lên nhưng vừa rồi trong nháy mắt nàng ngây người kinh hoảng một đôi tay thon dài như ngọc đã thờ ơ nhặt bản thiết kế lên Yến Phan Hề nắm chặt lòng bàn tay, đứng thẳng lên cúi đầu nhìn dày da nam nhân, chưa từng liếc hắn một cái. Cố Di Khâm nhàn nhạt hạ mắt nhìn thoáng qua bức tranh trong tay, trong mắt có chút kinh diễm và khen ngợi, lại chuyển ánh mắt sang thiếu nữ cúi đầu nhìn như sợ hãi rụt trệ trước mặt, trong mắt có chút suy nghĩ. Ánh mắt khó giải thích của nam nhân đem nàng tuần tra từng tất từng tất, làm Yến Phan Hề tâm bất an sợ hãi, có trời mới biết, đời này nàng đã tránh thoát tầm mắt của hắn vì sao còn có thể có gặp lại ngoài ý muốn như vậy? Thấy nam nhân lâu ngày không nói, cũng không có ý trả lại bức tranh cho nàng, Yến Phan Hề trầm khí, nhìn không được mở miệng nói. Xin cố tổng trả lại bức tranh cho tôi. Thiếu nữ bình tĩnh trần thuật làm cố di khâm con ngươi khẽ hít, nam nhân thanh âm mang theo lãnh đạm ý cười, chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn ta một cái, liền biết ta là ai. Hắn đương nhiên không biết, hóa thành cho nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn người điên này. Yến phan hề không còn lời nào để nói, đờ đẫn nhìn chầm chầm mặt đất, lòng bàn tay hướng lên trên đang chờ đợi nam nhân trả lại bức tranh. cố di khâm chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp như ẩn như hiện của thiếu nữ, lông mi lớn lên giống như cánh bướm phản phất còn đang bất an rung động, sắc mặt trắng đến kinh người. mặc dù ngữ khí bằng phẳng không gần sống, sắc mặt lại giống như gặp quỷ. nhưng xẹt qua lông mi thon dài kia, mơ hồ có thể thấy được một đôi mắt trong suốt động lòng người, tuy rằng cúi thấp như vô thần cũng khó nén ánh sáng của nó cảm giác quái dị càng lúc càng nồng đậm ngay cả nhịp tim nhiều năm không còn kích động cũng hơi nhanh hơn cố di khâm đột nhiên trầm xuống ánh mắt lãnh đạm nhìn lòng bàn tay thiếu nữ hướng lên trên không nói một lời đem tranh bỏ vào lòng bàn tay thiếu nữ sau đó liền xoay người rời đi hắn biết tim đập nhanh cũng không phải chủ ý của hắn nữ nhân nhạt nhẽo vô vị như vậy tuyệt đối không hợp khẩu vị của hắn thân thể của hắn giống như xảy ra vấn đề gì, từ lần trước nhìn thấy nữ nhân này bắt đầu. Giống như là bí ẩn rục trịch, ngoại trừ trong bóng tối, không ai biết được. Nam nhân đã không hề lưu ý rời đi, Yến Phan Hề lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhật chăm chú nhìn cầu thang nam nhân biến mất, trong lúc nhất thời phản phất như từ địa ngục đi một lần. Tại sao cố di khâm lại một mình xuất hiện ở đây? Lại là trùng hợp sao? xem ra hắn không giống như là theo dõi nàng bộ dáng, nếu như theo dõi, hắn đã sớm không cho phép nàng nửa điểm chạy trốn. Kiếp trước hắn tự như một tên cuồng đình coi giám thì chính mình một năm, ngay từ đầu tên là theo đuổi, các loại châu báu xa xỉ phẩm tặng nhau, nhưng nàng chán ghét như vậy công tử ca hành vi, đối với hắn ấn tượng ban đầu lại càng kém, vì vậy đối với hắn không quá phản ứng, lại không nghĩ tới hành vi như vậy làm cho hứng thú của hắn càng tăng vọt thẳng đến một năm sau người điên này ở nàng 19 tuổi lúc bắt đầu điên rồi bình thường đối với nàng không từ thủ đoạn, tình thế bắt buộc. Cũng không phải bộ dáng như vậy. Trầm mặt một lát, Yến Phan Hề thu dọn xong đồ đạc, vội vàng trở về phòng mình và mạc nhiễm thuê. Đây là vì các nàng thuận tiện mở tiệm nét mà thuê hai phòng ngủ một phòng khách, Yến Phan Hề đem những bản thiết kế hàng ngày giao cho mạc nhiễm. Bạn đã thiết kế xong chưa? Hề hề, ngươi thật là tuyệt vời. Wow, làm thế nào tôi nghĩ rằng quần áo bạn thiết kế đang trở nên tuyệt vời. Yến Phan Hề nhìn bộ dáng vui vẻ kinh diễm của mạc nhiễm, không khỏi dương môi. Bị cố di khâm giam cầm 4 năm, chỉ có vẽ tranh cùng thiết kế có thể làm cho nàng có thể an ủi, tự nhiên không phải 4 năm trước chính mình có thể so sánh. Yến Phan Hề kìm lòng không đậu vuốt ve đầu ngón tay phải một chút, những kén do mất ăn mất ngủ vẽ tranh đã sớm không còn. Còn nhớ rõ, lúc ấy điên cuồng vẽ tranh. Cố Di Khâm vì thế mà tức giận. Trong trí nhớ, đôi mắt người đàn ông thâm trầm như biển, lạnh như băng, nhìn bộ dáng tiêu tụy không chịu nổi của nàng vì mất ăn mất ngủ, cứ như vậy mà đối nghịch với ta. Nghĩ đến cảnh này, khóe môi của nàng có trào phúng ý cười thoáng hiện, vẻn vẹn một giây liền bình thản không dấu vết. Hôm nay coi như là một tai nạn ngoài ý muốn, đời này cô không muốn lại cùng anh có bất kỳ tiếp xúc nào. Thu hồi suy nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Nhiễm chỉ thấy mạc nhiễm cầm bản thảo thiết kế đang lên kế hoạch đánh bản, phụ liệu, khai phá, tiếp thị, còn thiếu vốn khởi động. Trên một quyển sổ ghi lại mật thiết ma ma, Yến Phan Hề nhìn nàng, đáy mắt là ánh sao lấp lánh. Tất cả chúng ta đều phải cố gắng trở thành người tốt nhất có thể. Hết chương này. Chương 6 Là hắn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 là hắn tháng 10 mùa thu vàng, kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn cứ như vậy mà đến cũng giống như kiếp trước vì hoạt động học phần yến phan hề và mạc nhiễm báo danh tiết mục dạ hội quốc khánh mạc nhiễm đánh đàn yến phan hề khiêu vũ trước bữa tiệc bởi vì phần bất an và dự cảm mơ hồ kia yến phan hề biết rõ kiếp này cần phải khiêm tốn yến phan hề đột nhiên đổi ý muốn đem tiết mục hai người cùng nhau đổi thành độc tấu mạc nhiễm nhưng bởi vì tiết mục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không thể thay đổi nữa bánh răng vận mệnh cứ như vậy chuyển động theo hướng nạn bất ngờ không kịp đề phòng không thể đoán trước là đêm trong biệt thự xa hoa nào đó trong phòng xám xịt lạnh lẽo nam nhân tuấn mỹ phi phạm nhắm mắt nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt môi mỏng miếm chặt lông mày nhíu lại có mồ hôi từ trên trán lăn xuống rõ ràng là một bộ dáng bị ác mộng cuốn quanh trên tủ đầu giường một chai thuốc ngủ đứng yên màn đêm yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông. Đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt nam nhân là màu đỏ tươi sợ hãi chưa tản đi, hai giây sau trong mắt dần dần trầm tĩnh, trở nên sâu thẳm lãnh đạm. Giống như ngọc thạch bị mực nhuộm, trong mắt hắn tâm tình thâm trầm. Đêm nay, hắn nằm mơ, cũng không còn là tuổi nhỏ cái kia đen kịp phòng tối cùng một đám nhe răng nhếch miệng chó hoang, mà là một bộ xa lạ cảnh tượng. Trong mộng trăng đêm yên tĩnh, ánh trăng mông lung tốt đẹp, nhưng lại có một nữ nhân váy trắng, giống như một con bướm bay lượn, từ ban công nhảy xuống. Cô ta là ai? Tại sao giấc mơ này lại mang đến cho anh nỗi sợ hãi, so với cơn ác mộng thời thơ ấu trước kia còn sâu hơn? Giống như huyết nhục cắt trời thống khổ, trái tim kia một khối phản phất muốn ngừng đập. Ánh mắt hắn rời khỏi thuốc ngủ bên cạnh đầu giường, một lát sau tỉnh táo vươn tay rót mấy viên thuần thục nuốt xuống một đêm không mộng nữa hôm nay là dạ hội quốc khánh đại học a sinh viên đại học a tụ tập trên đại sảnh ngoài trời vô cùng náo nhiệt trên sân khấu giăng đèn kết hoa pháo hoa sáng ngời bầu trời đêm mông lung tản ra bất an khó lường ánh mắt khẩn trương hề hề của yến phan hề đảo qua mấy hàng người ngồi phía trước phát hiện không có thân ảnh quen thuộc trong trí nhớ kia trong lòng hơi buông lỏng vài phần lúc này trên sân khấu đã bắt đầu lễ khai mạc Yến Phan Hề bị mặc nhiễm kéo ra hậu trường chuẩn bị biểu diễn. Tiếp theo xin cho chúng ta thưởng thức năm nhất thời trang thiết kế học viện cùng năm nhất kinh tế học viện chung tay chuẩn bị ba lê kịch. Hồ Thiên Nga Trên sân khấu, dưới ánh đèn tối đen một mảnh, dây tiếp theo, một chùm ánh đèn nhu hòa sáng ngời chiếu rọi ở giữa sân khấu, toàn trường nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Thật sự là quá đẹp. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, một thân váy ren màu trắng, lộ ra cổ thông dài, da thịt như tuyết, thắt lưng nắm chặt. Cổ tay nàng khẽ nâng, tư thái ôn nhu, giơ tay nhấc chân ưu nhã nhẹ nhàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thanh thuần kia sóng khói lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười, hết sức khuynh thành. Mọi người bị một màn này đẹp đến hít thở không thông, ở kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của thiếu nữ dời không ra ánh mắt, thẳng đến khi vũ kết thúc, mọi người mới như tỉnh mộng, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay thật lớn mà trong góc không chút thu hút của đám người có một người đàn ông mặc trang phục thoải mái màu đen đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đang hăng hái nhìn thiếu nữ trên sân khấu chỉ thấy tư thái hắn tùy ý ngang ngạnh lưu manh lại không mất đi ưu nhã mà bắt chéo chân mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che đậy dung nhang của hắn rất tốt chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới tinh xảo tuyệt luân lộ ra một đôi mắt như ẩn như hiện tuyệt mỹ cặp mắt kia tà nịnh lại lạnh như băng lại dần dần có một tia cuồng nhiệt lan tràn yến phan hề trở lại hậu trường lau mồ hôi trên trán làm như không yên lòng nhìn xuống đài lần nữa dưới đài người núi người biển người hai hàng đầu mấy hiệu trưởng không có bất kỳ thân ảnh quen thuộc nào lúc này cô mới hoàn toàn yên lòng người quá tuyệt vời hề hề lần này đệ nhất danh nhất định là của chúng ta mạc nhiễm vẻ mặt kinh diễm hưng phấn đệ nhất danh không chỉ có thể đạt được càng nhiều học phần còn có tiền thưởng mạc nhiễm cực kỳ cao hứng. Yến Phan Hề biểu hiện cũng rất bình thản, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy có một loại dự cảm không rõ. Mạc mạc, nếu lát nữa đề cử trao giải, cậu lên đi. Tôi còn có việc, bản thiết kế còn thiếu chút nữa, về trước đi. Được rồi, cùng công việc, đi thôi, lát nữa đề cử báo tin vui cho cậu. Yến Phan Hề cười cười, xoay người thay quần áo rồi rời khỏi nơi này. Ra khỏi đại sảnh, đêm khuya lộ nặng, Yến Phan hề khoát chặt quần áo, dọc theo đường nhỏ rời đi, rồi bỗng nhiên lại dừng bước. Đơn giản là vì phía trước cô có một người, dễ dàng chặn đường cô. Bóng đêm dày đặc, chỉ có thể người này không thể nghi ngờ là một nam nhân, mặc trang phục thoải mái rộng thùng thình, bên túi quần còn lộ ra một góc khẩu trang. Nam nhân thân hình cao lớn, quần áo bình thường, lại mơ hồ để lộ ra bất phàm. Đầu ngón tay hắn vân vê một điếu thuốc, đang cúi đầu, ngăn trở con đường nhỏ này không biết cố ý hay vô tình dưới chứng mù đêm cô nheo mắt ngăn chặn sự hoảng sợ trong đáy lòng nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông bởi vì anh đang cúi đầu hút thuốc động tác ngón tay dài nhỏ trắng lạnh lộ ra ương nhã ngang ngạnh cũng không biết vì sao lộ ra một cổ cảm giác quen thuộc mũi chân nàng nhìn không được khẽ nhúc nhích đúng là xoay người rời đi nhưng nam nhân theo đuôi nàng đến tận đây làm sao có thể cam tâm để nàng đi như vậy Yến Phan Hề nhìn thấy một cánh tay mạnh mẽ ngăn ở trước mặt nàng, làm phiền nhường một chút cho qua. Cô ra vẻ bình tĩnh mở miệng, dư quan vẫn không thấy rõ bộ dáng của người đàn ông. Nhưng trong không khí mơ hồ có mùi bạc hà nhàn nhạt, có chút quen thuộc đến dọa người. Nhưng chỉ một giây cô đã lật đổ khả năng nảy ra trong lòng mình. Không thể nào, thời gian rõ ràng chưa tới. Nghe vậy động tác của người đàn ông giống như bị đình trệ, anh ngẩng đầu lên, cũng dùng ánh mắt không rõ ràng gắt gao khóa chặt cô lại nhìn thấy đỉnh đầu cô cúi đầu đột nhiên khẽ rít một tiếng đầu lưỡi không khỏi khẽ liếm khóe môi ngay cả âm thanh cũng thật con mẹ nó dễ nghe thiếu nữ ra vẻ trấn định run rẩy thế cho nên thanh âm mang theo run rẩy vài phần thanh ngọt mềm mại lại ra vẻ bình tĩnh có chút ý tứ người tên là gì bên tai vang lên thanh âm nam nhân ẩn chứa ý cười nhàn nhạt không chút để ý ngữ khí không thể nghi ngờ, lại bá đạo đến không thể cự tuyệt. Lại làm cho nàng giống như sấm sét giữa trời quang. Cô quay đầu nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông, một giây sau khiếp sợ kinh hoảng. Cách tầng tầng màn đêm như sa mỏng, lần này cô thấy rõ dung nhan đại khái của người đàn ông. Đây là một khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách, môi mỏng tinh mâu, không một phần nào không hoàn mỹ. Đây rõ ràng là mặt cố di khâm. Không chịu đựng sợ hãi cùng run rẩy trong lòng, còn có thể thấy được nam nhân còn đang gắt gao nhìn chầm chằm nàng, hình hoa đào hoàng mỹ đa tình làm cho người ta có ảo giác chuyên chú đa tình, nhưng trong mắt tà nịnh ẩn giấu, lạnh như băng tà tướng, có cảm xúc cùng nhiệt như ẩn như hiện, ánh mắt mang theo bá đạo không thể xen vào. Hắn căn bản không phải cố di khâm. Anh là Cố Lăng Thần Hết chương này Chương 7 Lăng Thần bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương bảy lăng thần trên mặt nàng kiệt lực duy trì bình tĩnh, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, trong con ngươi hiện lên một sát khiếp sợ không tránh khỏi ánh mắt nam nhân. Anh hơi nheo mắt, ánh mắt dò xét cô, bỗng dưng gợi lên vài phần cười nhạt. Như thế nào, ngươi biết ta? Yến Phan hề hít một hơi không khí lạnh lẽo, thanh âm không khống chế được run rẩy. Cố tổng đại danh đỉnh đỉnh, từng có duyên gặp mặt, tự nhiên nhớ rõ. Nam nhân từ chối cho ý kiến, lông mi dài nhỏ đen nhánh rung động trong bóng đêm, trong con ngươi tự hồ hiện lên lưu quan giữ kín như bưng. Hắn ưu nhã bừa bãi cúi đầu hút một hơi thuốc, đôi mắt tạ lãnh nhìn không rõ sau làn khói. Bầu không khí trong nháy mắt trầm mặt quỷ dị, Yến Phan Hề chỉ cảm thấy ánh mắt sáng tối khó phân biệt kia làm nàng mang lưng, điên cuồng muốn chạy trốn. Đang lúc nàng muốn kiếm cớ rời đi thì một đạo mùi thuốc lá mang theo lãnh hương mát lạnh đánh úp lại, nguy hiểm nói không nên lời ngạc nhiên hoảng sợ lui về phía sau, đúng là hắn đột nhiên từng bước ép sát. Đôi mắt kia của nam nhân trong bóng đêm rực rỡ như sao, không thấy rõ thần sắc trong mắt, chỉ có thể phân biệt ánh mắt của hắn so với hắc diệu thạch còn long lanh chói mắt hơn, trùng hợp với một màn nào đó trong trí nhớ của nàng. Trong mắt thiếu nữ sợ hãi rõ ràng, nam nhân mi tâm làm như là khẽ nhếch, như vậy dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ghim cài trước ngực nàng, mặt trên viết năm nhất mỹ thuật tạo hình yến phan hề có một mỹ nhân, gặp cũng không quên. Yến Phan Hệ giọng nam nhân ngưng tụ vài phần ý cười nhạt, lại giống như một trận gió ôn nhu lướt qua, mang theo vài phần triền miên, đúng là một cái tên rất dễ nghe. Nàng thở mạnh không dám thở dốc, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đôi mắt hoa đào hơi cong của nam nhân, cười rộ lên dị thường đa tình, lại lộ ra hương vị xa cách lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ dễ nói chuyện khác thường, cô lại biết rõ anh và cố di khâm là cùng một loại người không chấp nhận được nửa điểm ngỗ nghịch phản kháng cự tuyệt lúc này tiếng chuông điện thoại di động trong túi anh lại đột nhiên vang lên thần sắc của anh chợt phai nhạt xuống con ngươi đen kịt cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay mi tâm dường như hơi nhíu lại thật đáng tiếc sắp đến giờ rồi khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông nhíu lại khuôn mặt hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra tà khí anh xoay người chuẩn bị rời đi đi hai bước rồi lại quay đầu lại quên nói cho em biết anh tên là Cố Lăng Thần. Người đàn ông dứt lời công môi, chờ mong lần sau chúng ta gặp mặt. Thân ảnh người đàn ông đã biến mất trong bóng đêm, nhưng lại khiến trái tim cô chìm xuống vô hạn. Cô muốn trái tim cô vĩnh viễn chìm đắm trong bóng đêm lạnh lẽo này. Cô tránh thoát Cố Di Khâm, nhưng không thể tránh thoát Cố Lăng Thần. Tại sao Cố Lăng Thần lại xuất hiện sớm như vậy, còn lập tức theo dõi cô? Chẳng lẽ vừa rồi ở trên đài có ánh mắt cực nóng, chính là đến từ hắn? vì sao vì sao cố lăng thần xuất hiện sớm hơn hai năm chẳng lẽ trốn tránh thật sự vô dụng sao thật giống như một cái quái đảng số mệnh nàng cả đời này cũng nhất định trốn không thoát cố lăng thần yến phan hề tái nhợt nhẹ nhàng nhắm mắt ký ức trong nháy mắt hiện lên vô số đoạn nhỏ có một mỹ nhân gặp không quên yến phan hề trong trí nhớ có năm nhân ông nhu nói nhỏ trong mắt hoa đạo tuyệt mỹ nhiễm vài phần tà khí mang theo yêu mỹ ánh mắt lại cực nóng điên cuồng hắn có thể cho ngươi ta cũng có thể cho tại sao không nhìn ta một chút trong mắt tan rã vẻ thống khổ là hắn lạnh như băng tới gần mặt của nàng ép hỏi nàng ta sẽ hủy diệt hắn hoàn toàn có được ngươi tiểu hề cố lăng thần dịu dàng bôi thuốc lên cổ tay bị giam cầm của cô giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần tàn nhẫn trong ký ức là ai đang khóc tuyệt vọng bi thương hèn mọn cầu xin làm ơn giúp tôi thả tôi ra tiểu hề em biết rõ anh luyến tiếc em thả em ra em sẽ vĩnh viễn rời khỏi tầm mắt của anh ánh mắt chỉ thuộc về cố lăng thần mang theo vài phần thương tiếc lại mang theo kiên định vĩnh biệt tiểu hề trong lúc ngủ là ai đang vì nàng lau nước mắt thanh âm bao hàm không muốn thống khổ đó là lần cuối cùng cố lăng thần xuất hiện nghĩ đến đây yến phan hề cắn chặt răng trong đầu điên cuồng đang xen hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng ánh mắt hoàn toàn bất đồng chuyện về cố di khâm và cố lăng thần cứ như vậy tan vỡ lay động trong đầu cô sự xuất hiện của cố lăng thần khiến cố di khâm càng thêm điên cuồng cố lăng thần biến mất tuy rằng cố di khâm không còn vui buồn khó phân biệt như vậy đối với cô cũng không có những bức bách như trước kia anh cởi bỏ xiềng xích của cô, nhưng vẫn giam cầm cô như cũ, thường xuyên đêm khuy dùng ánh mắt phức tạp tìm hiểu cô. Anh trở nên dễ nói chuyện, cũng sẽ dịu dàng đối đãi với cô. Nhưng tính cách của anh lại càng thêm khó có thể phỏng đoán, anh trở nên giọt nước không lọt, làm cô càng thêm cảm thấy anh đối với cô thỉnh thoảng tốt cùng ôn nhu, đều chỉ là cách chơi mới của anh. Bóng đêm dày đặc, Yến Phan hề cứng nhắc đứng lặng một lúc lâu, mới kéo thân thể mồ hôi lạnh rồng ròng rời đi. Hết chương này. Chương 8 Cự tuyệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Từ chối từ sau khi cố lăng thần đột nhiên xuất hiện, Yến Phan Hề có một đoạn thời gian không gặp lại người này. Giống như một đạo gần sóng nhàn nhạt xuất hiện, nàng lại biết rõ nguy cơ mãnh liệt ẩn giấu dưới mặt hồ yên tĩnh. Nếu như nói cố di khâm là gông xiền của Yến Phan Hề, như vậy cố lăng thần chính là kiếp nạn của cô hạnh phúc và bất hạnh nửa đời người đều do hai người này mà ra không ở một góc độ nào đó mà nói bọn họ vốn là cùng một người kiếp trước cố lăng thần nhất kiến chung tình với cô điên cuồng dây dưa với cô tình yêu của thiếu niên cực nóng thâm trầm cũng bất chấp hậu quả thiêu hủy hết thảy đời này có lẽ bánh răng vận mệnh đã không cách nào kháng cự mà chuyển động nhưng có lẽ cùng kiếp trước bất đồng chính là cố di khâm còn không có theo dõi nàng có lẽ còn không có quá mức hỏng bét. Thiếu nữ lòng đầy tâm sự, bút mực trên đầu ngón tay bất giác vẽ ra một dấu vết thật sâu trên bản thiết kế, phục hồi tinh thần lại, trang giấy đã bị chính mình vò nát, ném vào thùng rác bên cạnh. Đây là bản thảo cô chuẩn bị tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, dềm fabric gần đây, kiếp trước cô giành được vị trí thứ hai, kiếp này cô có lòng tin không cần cảm hứng kiếp trước cũng có thể giành được thứ hạng. Sắc trời dần tối, cất kỹ tất cả bản nháp, Yến Phan Hệ đang chuẩn bị rời khỏi sân thượng, quay đầu lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lẳng lặng đứng lặng cách đó không xa, im lặng đánh giá nàng. Tay cô không khống chế được run rẩy một chút. Như thế nào giống như quỷ? Người này, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đón ánh sáng mờ nhạt, có lẽ là muốn phân biệt người trước mắt đến tột cùng là nhân cách nào, ánh mắt thiếu nữ nhàn nhạt tuần tra khuôn mặt nam nhân, sau khi nhìn thấy mặt mày nam nhân rụt rè trẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm tĩnh, trong lòng đã có đáp án. Cố Di Khâm im lặng đánh giá thiếu nữ, anh đứng ở phía sau cô đã có hai phút, vốn công việc bên này đã không cần anh nhúng tay nữa, nhưng đấy lòng phản phất có một loại khát vọng quái dị, khiến anh đến đại học A. Hắn biết cái kia hắn xuất hiện sau đó quá A à đại, cho nên, trong lòng muốn tìm tòi nghiên cứu hắn tới nơi này là làm cái gì? Cũng thật không ngờ sân thượng lúc học đại học muốn tĩnh tâm, lại cũng là lãnh địa cô thường xuyên ghé thăm thiếu nữ vẻn vẹn cùng hắn nhìn nhau một giây liền cúi đầu đi, một bộ sợ hãi rụt rè không biết làm thế nào. Xin chào, cố tiên sinh. Ngay cả thanh âm cũng nhỏ giọng, giống như mèo con. Ừ, thấp giọng đáp. Chẳng biết vì sao, hắn chợt có vài phần khác nước. Cái loại xúc động quái dị này lại xâm nhập vào đáy lòng, phản phất có thứ gì đó ở trong lòng ngực phân chia thành cảm xúc độc lập, hắn tin tưởng loại tình cảm nóng bỏng này không thể nào thuộc về mình nam nhân mím chặt môi mỏng, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh nhạt lộ ra vẻ bạc tình lãnh đạm. Thiếu nữ liền cúi đầu đứng cách mình không xa, khô khan không thú vị, ngoại trừ khuôn mặt thanh lợi kia, làm người ta tìm kiếm không ra một phần đặc thù. Nhưng lại có tài hoa khiến hắn không thể không ghé mắt. Người tên là gì? Sau một lát trầm mặt, hắn đột nhiên mở miệng. Yến Phan hề nghe vậy trong lòng có chút thả lỏng, hắn đã gặp nàng vài lần, nhưng không nhớ kỹ tên của nàng điều này có nghĩa là hắn đối với nàng một chút hứng thú cũng không có đón ánh mắt tìm kiếm kia không biết nam nhân có ý gì yến phan hề nhéo nhéo lòng bàn tay ướt át nhẹ giọng trả lời yến phan hề cậu rất có thiên phú với thiết kế ngữ khí cố di khâm không nóng không lạnh cảm ơn đã khích lệ cân nhắc không thấu ý đồ của hắn yến phan hề cả người như mũi kim châm nàng cẩn thận từng ly từng tí ứng phó trong lòng thập phần khẩn trương có ý định đảm nhiệm chức vụ thiết kế trưởng của tập đoàn Cố Thị không? Trong lòng bàn tay anh ma sát tu binh bật lửa, châm một điếu thuốc, ngữ khí không nhanh không chậm. Yến Phan hề ngây ngẩn cả người. Nàng tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì kiếp trước, hoàn toàn không có này một ra. Cuộc thi hội họa quốc tế Prada năm 19 tuổi là tác phẩm cuối cùng của cô. Cô nhớ, đó là sự nhân từ của anh đối với cô trong chốc lát. Hắn cho phép nàng chứng minh bản thân, lại tuyệt không cho phép nàng đi du học nước ngoài càng không nói đến thoát khỏi lòng bàn tay của hắn sau đó có lẽ là một tháng trước khi cô tự sát anh đột nhiên có nói qua muốn giúp cô thực hiện giấc mộng anh chuẩn bị dùng một số tiền lớn vì cô sáng lập thương hiệu thuộc về cô cô chỉ dùng bản thiết kế anh có thể làm cho một thương hiệu như vậy sinh động trên thị trường còn nói muốn mở triển lãm tranh cho cô chỉ bất quá nàng cự tuyệt nàng khinh thường sống dưới đôi cánh hắn tự nhận là mình, nàng biết rõ đây giống như một quả táo ngọc chấm độc dược, cũng không chân chính thuộc về nàng. Huống chi tự do còn không có, nói gì đến mộng tưởng. Nhớ tới đây, cô chợt phát hiện người đàn ông còn đang nhìn cô, đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sau khi khói thuốc cuốn quanh, con người của hắn lãnh đạm mà mơ hồ. Cô cắn cắn đầu lưỡi, thấp giọng trả lời, thật xin lỗi, cố tiên sinh, tôi tạm thời không có ý định này hiện tại tôi chỉ muốn học tập thật tốt nghĩ kỹ rồi cự tuyệt cũng không muộn cố thị có thể đảm bảo thiết kế của ngươi có thể được thế nhân công nhận sau khi bị cự tuyệt trong mắt cố di khâm hiện lên một tia ám trầm làm như không nghĩ ra vì sao nàng cự tuyệt ai mà không muốn hợp tác với cố thị chứ yến phan hề vô cùng tin tưởng anh có vốn liếng nâng đỡ tác phẩm của cô thiết kế của cô cộng thêm sức ảnh hưởng thị trường của cố thị không thể nghi ngờ là một cơ hội vô cùng tốt. Nhưng là nàng quyết ý đời này không có khả năng muốn cùng hắn có bất kỳ liên lụy nào. Xin lỗi, cố tiên sinh. Cô cúi đầu nói. Giọng điệu xa cách lễ phép, lại khiến cố di khâm thoáng hiếp mắt. Nhìn bộ dáng chất phát ngoan ngoãn của cô, anh chỉ cảm thấy buồn bực. Ngón tay buông lỏng cà vạt, trong mắt anh lóe lên sắc bén. Yến tiểu thư, cô rất sợ tôi nam nhân mặt mày trong trẻo lạnh lùng hơi nhướng lên, vài phần tà nịnh bỗng nhiên nảy sinh, thanh âm lại vẫn lãnh đạm đến cực điểm, hay là nói, cô đang trốn tôi. Nghe thấy nam nhân đột nhiên lãnh đạm hỏi, rõ ràng không có chất vấn ngữ khí ở bên trong, lại làm lòng của nàng lập bột trầm xuống. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy đôi mắt trong veo sắc bén cùng lông mày vài phần tà nình của nam nhân, tâm chợt nhảy dựng. Vẻ mặt như vậy, thật sự rất giống cố lăng thần theo một nghĩa nào đó mà nói bọn họ quả thật là một người cực kỳ tương tự cũng là bình thường thân thể cô cứng nhắc trong nháy mắt trong nháy mắt này không thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông cố di khâm chỉ thuận miệng nói nhưng lại là sự thật điều này chỉ thuộc về trực giác của hắn vào giờ khắc này lại được chứng thực đúng rồi cố di khâm rốt cục hiểu được trong lòng hắn liên tiếp quái dị cảm giác cái gọi là gì là nàng đang sợ hắn thậm chí còn muốn trốn tránh hắn lần trước trên sân thượng tình cờ gặp thì sắc mặt nàng tái nhật nàng đối với sự xuất hiện của hắn căn bản không phải kinh ngạc mà là e ngại nhưng bọn họ rõ ràng không quen biết nhưng nếu cuộc gặp gỡ lần đầu làm nàng sợ hãi cũng nói thông suốt thôi nam nhân nhàn nhạt liếc nàng một cái nhìn thấy lông mi nàng đột nhiên run rẩy kịch liệt một bộ sắc mặt trắng bệch cẩn thận dè dặt không hiểu sao cảm thấy thập phần chói mắt ý hứng trả trời. Em có rất nhiều thời gian suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi có thể liên lạc với anh. Giọng nói của anh lãnh đạm xuống, đột nhiên vươn tay về phía cô, khiến sắc mặt cô còn đang trầm tư đột nhiên trắng bệch vài phần. Anh ngơ ngẩn như không nghe thấy, lưu loát rút bút trong tay cô ra, giơ tay viết xuống một chuỗi con số trên tờ giấy trắng trống trơn trên tay cô. Sau đó từ chối đưa bút trong tay cho cô, cô theo bản năng tiếp được. Lúc ngước mắt lên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông không hề lưu luyến rời đi. Trong nháy mắt nàng dần dần phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy sợ bóng sợ gió một hồi. Một tia lạnh ý nông cạn trong mắt nam nhân vừa rồi bị nàng bắt được. Có thể theo hắn, không phản kháng hắn, sẽ không khiến cho hắn chú ý, nhất là bộ dáng nhát gan rụt trẻ của cô, anh giống như thập phần phản cảm. Bóp bóp cây bút trong lòng bàn tay mặt trên phản phất còn lưu lại nhiệt độ và hơi thở mà bàn tay người đàn ông cầm, cô giống như củ khoai lang phỏng tay ném bút vào trong ba lô tùy thân. Sau khi xuống tòa nhà dạy học, cô lại mím môi, nhìn thùng rác ven đường một chút, không biết nhớ tới cái gì, lại lấy cây bút đã được người đàn ông dùng qua từ ba lô ra, cùng người đàn ông để lại số giấy kia ném vào thùng rác. Ném xong dường như có chút hả giận, cô tùy ý nhướng mày, tiêu sái quay đầu rời đi mà nàng lại hồn nhiên bất giác cách đó không xa sau một cái cây lớn mạnh rậm rạp có thân ảnh kiêu ngạo đang thờ ở cuối đầu hút thuốc tất cả những gì thiếu nữ gây nên đều bị phá vỡ dưới hoàng hôn vần sáng lưu lại một đạo lưu quan thiển ảnh trong con ngươi nam nhân mực âm trầm nhuộm xuống màu hổ phách động lòng người giống như hạt châu thủy tinh long lanh vô song bất quá lại ngưng kết lạnh ý chảy ròng ròng hắn lãnh đạm một tay cắm vào túi áo một tay đem trong tay hút một phần ba thuốc lá ném vào thùng rác sau đó nhìn thoáng qua thiếu nữ đã nhanh biến mất không thấy bóng lưng thượng, nửa ngày lại là nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Ương nhã phủi bụi không tồn tại trên vạt áo, người đàn ông quay người hờ hững rời đi. Hết chương này. Chương 9 Dự thi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 dự thi trải qua cân nhắc ngày đêm, linh cảm chồng chất, tác phẩm dự thi của Yến Phan Hệ rốt cục hoàn thành, cô ném tác phẩm vào hòm thư chính thức của cuộc thi thiết kế trong con ngươi tự tin tươi sáng có chút ý cười chân thật. Kết quả một đêm này, không thể nghi ngờ khiến giới thiết kế thời thượng tháng phục không thôi. Chỉ thấy trong 10 người đứng đầu danh hiệu đều là những người có tiếng tâm lừng lẫy trong ngành, người thứ hai là tài tử nổi tiếng A Ngôn Hân Ngộ, được công nhận là thiên tài hội họa. Nhưng đệ nhất danh đúng là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Khanh Ý Mọi người đều biết lần này Cúp Dêm Fabric là cuộc thi có hàm lượng vàng nhất trong nước ban giám khảo đều là nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước có địa vị và sức ảnh hưởng hết sức quan trọng trong giới giải trí này chắc chắn sẽ không có khả năng gian lận nào khác mà vị đệ nhất không biết tên thật giới tính này lại tỏ vẻ bởi vì nguyên nhân cá nhân sẽ không công khai xuất hiện ở lễ trao giải hơn nữa yêu cầu bên thi đấu giữ bí mật tất cả tin tức cá nhân trong lúc nhất thời tạp chí thời trang nổi tiếng trong nước đăng bài kinh hiện thần bí thiên tài thiết kế khanh ý vị này thần bí thiết kế sư lưu lại tác phẩm dự thi cũng chiếm cứ các đại tạp chí thời trang cùng ưu tú thiết kế sách báo bìa. Mà Yến Phan hề trong nháy mắt cầm 50 vạn tiền thưởng liền cùng mạc nhiễm mở ra kế hoạch phòng làm việc thời trang của mình. Tài chính khởi động là 15 vạn, cô cho mạc nhiễm mượn 75 vạn, hai người thỏa thuê mãn nguyện, mạc nhiễm lập tức đi bận rộn công việc phụ liệu. Trong phòng làm việc rộng rãi xa xỉ có thể nghe thấy rõ ràng nam nhân âu phục dày da ngồi ở trước bàn làm việc, chân thon dài lại thờ ơ đang xen, ngũ quan tuấn mỹ không đúc dưới vần sáng như mộng như ảo, làn da trắng nõn khiến nam nhân thoạt nhìn có chút nhã nhặn nho nhã, thủ hạ thon dài hoàng mỹ chính là một quyển tạp chí thời thượng, một mặt mở ra đang bắt mắt sắp xếp sự kiện gần đây khiến giới thời trang gió nổi mây phun. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn khó phân biệt khỉ nộ, ánh mắt tự do tới tác phẩm dự thi kinh diễm trên tạp chí. Siri, tái sinh, màu đen dày đặc hoang đường lại hoa lệ, giống như đêm dài nặng nề màu đen, lộ ra hoang vu tuyệt vọng, thê mỹ được ăn cả ngã về không. Theo làng váy vương về phía mặt đất, phản phất không thấy một tia sáng chói lưu quan, giống vô vọng dãy dụ địa ngục, chờ không đến một tia cứu rỗi. Nhưng, ngay tại chỗ làng váy không khí trầm lặng kia, trong mộng ảo tự sa phi sa, có ám văn màu máu nhẹ nhàng lan tràn, cho đến khi ở chỗ làng váy nở ra mạng châu sa hoa, theo ra trông rất sống động, xinh đẹp trực rỡ kinh người, đoạt nội tâm người ta. Đóa hoa rêu rao lại yếu ớt từ làng váy kéo thẳng lên, người đọc không hiểu gọi nó là tuyệt vọng, người đọc hiểu gọi nó là hy vọng. Là vì tái sinh. Đích xác làm người ta kinh diễm, kinh diễm đến mức hắn chỉ muốn tán thưởng, hơn nữa còn nhận thức được tâm tư của nhà thiết kế thần bí này. Tác phẩm như vậy, chưa trải qua phong trận nhân sự, tuyệt đối không thể thiết kế ra mà lại là thiên phú cùng linh khí như vậy chi tiết xử lý tinh tế tỉ mỉ như thế có thể nói lão luyện hắn đoán đối phương hẳn là nữ nhân trên dưới ba bốn mươi tuổi cố di khâm không nhanh không chậm khép tạp chí lại sau đó bấm một cuộc điện thoại quyền thế trong tay trên đời này vốn không có bí mật gì đáng nói alo cố tổng người ở đầu dây bên kia cung kính nghe thấy yêu cầu của cố di khâm chỉ hơi do dự Liên tỏ vẻ gửi tư liệu vào hòm thư của cố di khâm cúp điện thoại cố di khâm mở hòm thư nhìn thấy email vừa gửi tới mở tệch đính kèm cho dù bất động thanh sắc như anh trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc không ngờ là cô trách không được trách không được anh luôn cảm thấy làng váy trong tác phẩm kia có phong cách quen thuộc làng váy lễ phục chỉ thích lay động chạm đất giống như ăn khớp với phong cách thiết kế bản thảo vội vàng thoáng nhìn trên sân thượng lần trước chỉ có điều sống lại này càng có tính cố sự, gánh vác tình cảm quá mức thâm trầm rườm ra, trong lúc nhất thời hắn lại không thể đem tác phẩm kinh diễm hoàn mỹ như vậy liên hệ với một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp. Yến Phan Hề Người đến tột cùng còn có thể cho ta bao nhiêu ngoài ý muốn. Cố Di Khâm đột nhiên nhớ lại, cô ở trước mặt anh vĩnh viễn đều cúi đầu cẩn thận dè dặt không hề có tính tình, thỉnh thoảng còn toát ra một tia e ngại đối với anh không thể kịp che giấu nhưng cho dù nàng sợ hắn nhưng cũng quả quyết cự tuyệt của hắn giống như tránh né ôn dịch nàng tránh không kịp hắn người đàn ông khẽ cười một tiếng độ cong khóe môi mang theo vài phần hứng thú đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia tràn ngập một chút nghiền ngẫm giống như có tò mò đối với một sự vật anh không quên ngày đó dưới lầu dạy học cô đem bút anh đã dùng cùng phương thức liên lạc lưu lại không chút do dự ném vào thùng rác bây giờ anh dường như nhớ mang máng khoảnh khắc đó cô giống như hãnh diện, cố gắng hết giận. Sắc thái sinh động tươi sáng như vậy bất ngờ chiếm đầy cặp mắt trong suốt kia, giống như tuyết đầu mùa đông tinh khiết, anh đã tận mắt thấy khóe môi cô khi đó có một nụ cười giảo hoạt. Mà lại là một màn nào? Mới là nàng chân thật đây. Con ngươi chậm rãi trầm tĩnh lãnh đạm, đầu ngón tay chậm rãi gõ trên mặt bàn, một lát sau đem phần tin tức dự thi này thả cho trợ lý. Vô luận dùng điều kiện gì, ký hợp đồng với cô ấy đảm nhiệm chức vụ thiết kế trưởng cố thị trong điện thoại giọng cố di khâm thản nhiên ngữ khí không cho xen vào được cố tổng trợ lý vân thanh có chút kinh ngạc cố tổng tự mình điểm danh người muốn ở lại đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy mở hòm thư ra phát hiện dĩ nhiên là một sinh viên đại học càng làm hắn ngạc nhiên chính là phần tư liệu này góc dưới bên phải logo cùng ghi chú trên rõ ràng viết thiếu nữ trẻ tuổi này dĩ nhiên là gần đây danh dương giới thời trang khanh ý. Khi nhận được điện thoại mời của tập đoàn Cố Thị, Yến Phan Hề có chút kinh ngạc, sau đó dần dần hiểu được quyền thế ngập trời của Cố Di Khâm, tra một nhà thiết kế nho nhỏ quả thật không cần bao nhiêu trắc trở. Vẫn là cái cớ đã nói với anh, cô Minh Sát tỏ vẻ hiện tại chỉ muốn học tập thật tốt những thứ khác tạm thời không cân nhắc, mặc cho đối phương có các loại điều kiện khiến người ta động tâm như thế nào, cô bình tĩnh bất vi sở động. Sau khi cúp điện thoại, khuỷu tay cô ngưng thần một lát, liền từ trong danh bạ lấy ra một cú điện thoại, gọi tới. Điện thoại hai dây liền kết nối, đối diện truyền đến thanh âm giải quyết công việc lại ẩn hàm kích động. Yến tiểu thư đây là đồng ý. Bảo ông chủ của các anh nói chuyện với tôi, 3 giờ chiều, ở Starbucks dưới lầu công ty các anh. Được, xin chờ một lát, tôi cần hỏi ý kiến tổng giám đốc. Sau khi đối phương nói xong hơn một phút, xin chào, Yến Tiểu Thư hứa tổng của chúng tôi nói có rảnh. Từ tiếng Phan Hề nhẹ đáp một tiếng, lễ phép cáo biệt hai bên liền cúp điện thoại. Tiếng Phan Hề hiểu rất rõ, tiền tài và sự nghiệp có thể cho người ta cảm giác an toàn, những thứ và thử nghiệm chưa từng có ở kiếp trước, đời này cô phải đền bù từng cái một. Chính là bởi vì nàng không có quyền không thế cũng không có tiền, cho nên đời trước nàng tự như bột mì mặt cho cố di khâm xoa bóp sâu xé, đời này không giống, nàng muốn sống ra chính mình không hề bị bất luận kẻ nào khống chế. Hết chương này. Chương 10 Hợp tác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Hợp tác Starbuck Ngoài cửa một trận chung gió đột nhiên vang lên, mang theo một trận gió mát, hứa duệ nghe tiếng dương mắt nhìn lại, đụng vào một đôi mắt sáng ngời như ngân hà, giống như lưu ly châu đẹp mắt. Mặt mày thiếu nữ còn non nớt, khuôn mặt thanh tuyệt su lệ lộ ra vài phần lạnh nhạt không thuộc về tuổi này, khiến cho dù hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân cũng thất thần. Chỉ thấy thiếu nữ nhìn chung quanh một vòng về sau, đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, lại làm hắn theo bản năng có vài phần khẩn trương. Cô so với ảnh chụp trên giấy chứng nhận đẹp hơn rất nhiều, cái loại đẹp này cũng không ở bề ngoài, mà là ở khí trang. Đúng vậy, khí thế, một sinh viên chưa tốt nghiệp, anh thế nhưng ở trên người cô cảm nhận được ưu nhã cùng rụt trè tản mát ra từ trong xương tủy. Loại khí tràng này nếu phi thường nằm ở dưới hoàn cảnh hung nhiễm, căn bản khó có thể hình thành. Nhớ tới tác phẩm Sống Lại kia, hắn mới càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cô đến tột cùng là người như thế nào, rõ ràng chỉ là dòng dõi thư hương bình thường, gia đình ấm áp, tuổi tác như hoa, lại trải qua chuyện xưa như thế nào, mới có thể thiết kế ra tác phẩm nặng nề như vậy. Xin lỗi đợi lâu. Thanh âm giống như thanh tuyền chảy qua, ngữ khí thanh linh ôn nhu. Anh nhìn thấy cô ngồi xuống trước mặt anh, bình tĩnh gọi một ly cà phê Mỹ, sau đó chậm rãi nhìn về phía anh, không có một phần lúng cuốn vừa bước vào xã hội. Yến tiểu thư và trong tưởng tượng của tôi có chút không giống nhau. Người đàn ông Tuấn giật mở miệng, lễ phép cười với cô. Gọi tôi là Khanh Ý là được rồi. Cô mỉm cười, trong câu nói là bình tĩnh giải quyết việc chung, hứa tổng hẳn là biết mục đích chuyến đi này của tôi tôi đi thẳng vào vấn đề thái độ không có chút nhăn nhó của nàng làm hắn có chút kinh ngạc hắn nhẹ nhàng gật đầu ý bảo nàng nhưng nói không sao điều kiện trợ lý của anh đã nói chuyện với tôi tôi không có dị nghị gì nhưng thực sự không giấu giếm tôi đã bắt tay vào kế hoạch tự mình mở phòng làm việc ý của cô là hứa duệ im lặng chờ đợi câu sau của cô yến phan hề cười cười Phòng làm việc này chỉ có kiểu dáng trang phục đại chúng, tôi sẽ không công khai nhà thiết kế là tôi. Vả lại tôi cũng sẽ không lấy danh hiệu Khanh Ý đi mượn tuyên truyền, mượn danh tiếng hứa thị để dẫn dắt phòng làm việc của mình. Cô vốn không có những kế hoạch này. Hứa Duệ ôn hòa cười, rất nhanh hiểu được ý của nàng, ngươi là muốn chỉ ký hợp đồng với ngươi cao định hệ liệt cho hứa thị đúng không? Yến Phan Hề gật đầu, đúng vậy, tôi sẽ bảo đảm trong thời gian hợp đồng 5 năm sẽ không thiết kế bộ sưu tập cao định cho công ty thiết kế thời trang ngoại trừ hứa thị làm bất cứ công dụng thương mại nào. Nhưng thiết kế quần áo đại chúng của tôi cùng với bất kỳ tác phẩm dự thi nào đều không liên quan đến hứa thị. Bản quyền tác phẩm dự thi thuộc về cá nhân tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không bán tác phẩm dự thi cho công ty ngoại trừ hứa thị, ít nhất 5 năm này là. Ý là hứa thị ngươi muốn mua tác phẩm dự thi của ta còn phải thêm tiền hứa duệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý còn yêu cầu gì nữa không ngoài ra hy vọng đối với thân phận của tôi xin hứa tổng giữ bí mật cô cần bảo đảm ngoại trừ trợ lý bên người và cô ra không có bất kỳ ai biết được là ai đảm nhiệm vị trí thiết kế trưởng của công ty các cô tên của tôi và ý của khanh đều không thể hứa duệ mặc dù không biết vì sao cô cố chấp giấu giếm thân phận như thế hơn nữa nếu không phải lần này james fabric anh là ban tổ chức khanh ý là ai thật đúng là khiến anh phải phí một phen trắc trở nhưng hắn không phải bởi vì lòng hiếu kỳ mà lắm mồm chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng khanh ý tiểu thư xin yên tâm cô chỉ dùng ra bản thiết kế cao định mỗi lần gửi đến hòm thư của tôi là được rồi nếu cần gặp mặt có thể lén hẹn trước sẽ không có bất luận kẻ nào biết được nhà thiết kế là ai yến phan hề khẽ gật đầu chỉ là luôn cần một cái tên trên danh nghĩa hứa duệ nói Tiến Phan Hề trầm ngâm một lát, vậy thì viết Ashley, tóm lại sẽ không có người nhận ra. Hứa Duệ gật đầu, quyết định như vậy đi, ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý soạn thảo một bản hợp đồng gửi cho anh. Từ tiếng Phan Hề đứng lên, nhếch môi vương tay, hợp tác vui vẻ như vậy, hứa tổng. Hứa Duệ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng, thất thần một lát, sau đó cũng đứng lên vương tay ra, hợp tác vui vẻ, khanh ý tiểu thư. Chờ hai bên bàn bạc xong tất cả công việc, yến phan hề trở lại trường học liền bắt đầu chuẩn bị công việc hứa duệ giao cho nàng bởi vì toàn bộ quá trình giữ bí mật thân phận cô không có đoàn đội chỉ có một mình cô tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ thiết kế đương nhiên phương diện lợi ích cũng thập phần khả quan công ty hứa thị tuy rằng so ra kém cố thị nhưng quy mô phát triển cũng thập phần hùng vĩ trang phục là sản nghiệp hứa thị mới tiến quân sự tình liên quan đến trận chiến đầu tiên của tập đoàn hứa thị trong mảng thương mại trang phục Yến Phan Hề nhất định phải kinh diễm tất cả mọi người trong buổi họp báo sản phẩm mới quý này. Tháng 10 đúng hạn tới, bởi vì ngày đó sân thượng ngoài ý muốn, nàng không dám lại đi cái kia nàng thường xuyên bắt được linh cảm địa phương. Cô xin nghỉ một mình, chuẩn bị về quê thăm bà ngoại, thuận tiện tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Trấn nhỏ thôn quê, mang theo phong tình cổ xưa của nước ngoài, người nơi này nhiệt tình hiếu khách, phòng nhỏ sang sát nối tiếp nhau, tường trắng ngói đỏ, có gió mát mang theo hương tùng một nhàn nhạt cùng hương u lan, cuộc cường quanh quẩn chấp mũi. Nổi tiếng nhất thị trấn A, đó là hoa lan ở đây. Tháng 10 cuối thu không khí mát mẻ, núi cùng trời tiếp giáp, nơi này hoa lan hoang dã khắp núi đồi, hương khí thanh u ngọt ngào ngọt ngào. Yến Phan hề chú ý tới ven đường có một cửa hàng chuyên bán hoa lan tướng mạo xấu xí, bên cạnh tủ kính trong suốt lại bày một chậu hàng lan lá nhỏ. Cô kìm lòng không đậu đến gần tủ kính nhìn, cô tỉ mỉ quan sát, cánh hoa lá nhỏ hàng lan có viền trắng, có vẻ vô cùng tươi mát xinh đẹp tuyệt trần. Mà trải qua nhân công thuần hóa tế diệt hàng lan, càng xinh đẹp, thập phần trân quý. Hiển nhiên chậu này chính là hàng lan đã được nhân công tỉ mỉ bồi dưỡng. Nàng đi vào trong tiệm, trong tiệm không có người, có thể là ở trong cùng tiệm. Lan hoa hương đập vào mặt, hàng lan hương khí cũng ở trong đó như có như không. Lãnh hương xông vào mũi, phong thái yếu điệu nàng thấp giọng đọc một câu. Hàng lan, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Thanh u cao nhã. Yến phan hề một tay cầm bản ký họa, tay kia vuốt về bút vẽ trong tay. Trong đầu nàng có linh quan gì vừa hiện ra? Có rồi. Cô giảng mặt cười, vừa đi vào trong tiệm hoa, vừa hô, xin hỏi có ai ở đây không? Gió nhẹ xuyên qua tủ kính và cửa hàng bán hoa, hơi thở ngào ngạt trong không khí càng làm say lòng người, chỉ chốc lát sau cô liền nhìn thấy một cái ghế nằm ở góc trẻ, phía trên nằm một ông chú khoảng 4-50 tuổi, một thân áo len màu xám không thể đơn giản hơn, mũ râm bệnh trúc che khuất mặt, ánh mặt trời thoáng đáng chiếu rọi trên ghế trúc. Làm như nhận thấy có người đến, mũ râm bệnh trúc dời một góc, Yến Phan Hề nhìn thấy, trên mặt đại thúc trung niên lại có một vết sẹo 3cm. Khuôn mặt vốn nên mặt mũi hiền lành lại bị vết sẹo này làm cho thêm vài phần đáng sợ hung tàn. Trung niên đại thúc hiếp mắt ngồi dậy, nhìn thấy là một cái bộ dạng được người yêu thích tiểu cô nương, sợ chính mình vẻ mặt hung tướng sẽ dọa đến khách hàng, lập tức chất ra vài phần ý cười. Tiểu cô nương muốn mua hoa sao? Hắn tự cảm giác thanh âm còn tính nhu hòa. Tôi muốn hỏi. Gốc hoa lan lạnh bên cạnh tủ kính trước cửa, có thể cho tôi vẽ một bức tranh không? Cô hơi do dự mở miệng, sẽ không vẽ không, tôi có thể bỏ tiền. Bởi vì nếu là mua tôi khẳng định mua không nổi nó quá quý giá thật không thể giấu giếm bởi vì gốc hoa lan này cho tôi linh cảm rất lớn tôi có thể đem đồ án nó vẽ ra dùng cho tác phẩm của tôi không nếu ngài muốn thu phí cũng có thể trung niên đại thúc nhìn cái này ăn mặc giống từ nơi khác tới tiểu cô nương xinh đẹp trong ánh mắt là hắn không thể bỏ qua thành khẩn cùng tinh quang hắn bỗng nhiên sang sảng cười mở ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi hơn nữa ta sẽ không thu một phân tiền của ngươi. Yến Phan Hề nghe vậy thập phần kinh hỉ, nhìn vết sẹo trên mặt Đại Thúc cũng cảm thấy đáng yêu. bất quá nàng vẫn nói, không không không, Đại Thúc, bởi vì ta muốn đem đồ án vẽ đến sinh động, đem tư thái của Lan Hoàng nguyên một trăm phần trăm. điều này có nghĩa là ta muốn đem tư thái hình dạng của gốc hoa lan này của ngài hoàn toàn không có gì khác biệt dùng đến đồ án của ta. ngài không thu tiền của ta, điều này sao có thể được? nhà đầu, cứ việc vẽ đi, thực không giấu giếm gốc hàng lan này vẫn là hai ngày trước có quý nhân tặng cho ta, người hiểu lan không nhiều lắm, liếc mắt một cái nhìn ra nó phi phạm phẩm, ngài vẫn là người thứ nhất đây. Ta xem a, à, ngài cùng nó, mệnh định hữu duyên. Hắn cười dứt lời đứng dậy đi tới bên tủ kính, ông chậu hoa lan kia đặt ở trên bệ cửa sổ bên cạnh ghế trúc. Ánh mặt trời chiếu xuống, hàng lan cổ hương cổ sắc, hoa lá đều đẹp, sau khi hoa nở tiêu sái phiêu giật, tư vận hàng lan ở trong quốc lang không hổ là số một số hai. Yến Phan hề chú ý tới, chậu hoa hàng lang này cũng không đơn giản. Kiếp trước mặc dù nàng bị giam cầm tối tăm không có ánh mặt trời, nhưng cố di khâm thường xuyên vơ vét đồ cổ hiếm lạ, tranh chữ trân quý, ngọc kiện điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân, ngọc khí gốm sứ, vô số châu báu trang sức, chỉ vì nàng nở nụ cười. Cũng bởi vì những thứ này, nàng đón ánh sáng, đột nhiên phát hiện chậu hoa này đúng là chậu hoa tử sa cô hoài nghi có phải mình nhìn nhầm hay không chậu hoa này của ngài cô do dự mở miệng ồ cái chậu hoa này nha phía trên lại còn có tranh sơn thủy một cái hàng mỹ nghệ lại còn có thể cho ta một loại mọi người chi tác cảm giác yến phan hề im lặng đúng vậy người tặng chậu hoa này hẳn là có bao nhiêu thủ bút soi mói theo đuổi hoàng mỹ cỡ nào nếu như nàng nói cho đại thúc biết chậu này so với hoa đắt gấp mấy lần phỏng chừng hắn sẽ không thể tin được hết chương này